Ok, thôi lên em. Tranh thủ nghỉ trưa nên làm tí con Gunfact phần 2 nữa. Tối qua cũng đang dang dở cái cam, nên bây giờ tranh thủ chơi tiếp coi nó làm sao. Cover. Ủa, không có tiếp tục là có kênh new nè. Đây là new game với cái DLC. Thì khi nào có thời gian thì nếu như game hay á, sẽ mua DLC ủng hộ luôn. Hôm qua thì mình đi bắt đầu lại cái thời quái nó ghép bao ra hết rồi. Hôm qua thì tôi đã nâng cây súng này lên bật nữa, nên cảm giác nó bắn rất mạnh. Mặc dù nó chỉ có 3 viên thôi, nó lại gầy lại đạn lần từng viên nữa nè. Rồi nó chết đó luôn rồi, sao mà cứu kịp. Quái đâu đông dữ vậy này, có cái hộp đạn. Nó chỉ mình đi đâu vậy ta? Không có cái gì là heavy. Ủa có luôn nè. Cái đạn gì ngộ nghĩnh vậy? Nhưng mà cây súng của tôi nâng hơi bị nhiều rồi. Đi cất cây súng này vô đã. Thiết kế cái mà cái cửa như thế này rất là khó chịu nha. Đi làm cái súng mới coi thử sao. Mình sẽ đi đón thằng kia và dắt nó qua đây. Rất là phiền luôn nha. Mình đi ra đường này. Đây. Đến nó nằm đâu ta? Đấy phải không?
Đi cho cẩn thận vô. Đừng có dướng dây điện gì nghe ông cóc. Trời ơi. Trời ơi. Đi đường trên này. Ở đây. Nhanh. Như dắt trẻ em đi dạo vậy. Ủa, mình có cái mới nữa. 20 máu, cái lượng máu tối đa của mình. Vô đây. Nhanh, rồi đó. Thao tác máy móc gì đi. Cảm ơn đã đưa dẫn tôi đến đây. Thì tôi sẽ thay đổi cái cài đặt của con máy này. Cái tua bin làm lạnh đã bị ngừng, bây giờ sẽ hoạt động. Gì đây? Bình thường. Súng gì cùi vậy nè? Cái này gây sổ gân thôi, không ham cho lắm. Cửa. Có nâng thì tôi sẽ nâng cái AK lên. Có 300 điểm thôi, nâng cái này thì 300. Máu mình 20 sẽ lên 30. Tăng lên cái này thành bậc hiếm. Cây súng là 240. Nên nâng máu trước đã. Tại vì mình chỉ xài cái kia khá nhiều thôi. AK giữ một cây chắc được rồi. Vừa phần. Trong này chả có chỗ hồi máu cho mình luôn nha. Khó với nhau phết á. Đi qua bển là đi vô đây, chen ngang đây hả? À? Đi đường này hả? À? Đi thẳng xuống hướng Tây. Chỗ này thì hồi đó mình đi qua rồi. Hello. Bây giờ
Chết rồi, quái ra bốn hướng luôn rồi, không ổn rồi. Hello baby. Xuống cầu thang đi qua hướng bên đây. Cầu thang này đi đâu đây? Lấy đạn thôi. Với mà một lối tắt lên trên này. Có máu mày ra gì không? Có máu trong này nè. Lên cắm. Cộng một lót vũ khí nữa. Ủa? Cho nó ghi cộng một vết lót nữa mà. Vừa phần thì được đúng lót nữa nè. Rồi, mở điện lên này. Tôi thì vẫn thích xài súng lục ha, tại nó không bị giảm cái tốc độ di chuyển của mình. Khu dưới này chưa khám phá đi luôn. Hết chưa? Trời ơi, trời, còn có đóng nữa.
Cái này nhấn vào đây nó mở cái cửa nào ta? Xuống đây cái đó. Đây, cuối cùng đã có người giúp đỡ rồi. Rồi, đi. Toàn nhiệm vụ dắt trẻ đi lạc không? Mày đứng đó làm cái gì? Xuống đây. Lên lên. Lên. Con bà đó. Lên đây. Đi lên giùm tao một cái, lên trên này nhìn con bà đó. Nếu phân khích thì trở về cái chỗ này. Bây giờ thì không, máy bơm đã hoạt động rồi. Tôi sẽ làm việc ngày đêm để nó sớm hoàn thành hơn. Cái gì nó vậy? Trời ơi, nó đông rồi à. Tốt bạn. Quỷ gì mà trâu dữ vậy nào?
Thế á? Đúng là chỉ có súng lục mới cho mình di chuyển cơ động như thế này. Lên báo cáo cái hàng đang sửa máy hôm qua như này. Lốt công việc sao rồi? Bây giờ cái hệ thống làm mát sẽ làm cái đống mà chất bẩn như này đi đi. Nó sẽ làm khô lại. Mở cửa xếp game nha. Nó không có bán cây súng nào xịn hơn cả. Rồi mình có thể bán súng nữa. Đó giờ không biết luôn. Chị bán có hai mươi mấy đồng. Đúng là gian thương. Ba mươi sáu đồng. Cây này có chín đồng à. AK 36 đồng. Hai cái này mình nâng mát rồi. Cái này 900 lận. Cái này 400 mình không xài. Cái này 600. Tôi rất thích là cái gai mà. Cái gì? Sao có thằng đứng như này? Mình nên phá hủy cái này, cái tổ của nó. Tự nhiên nó vô nó cho mình đóng đồ, nó bắt xếp game.
Ý. Bấy rồi ở game đơn giản lụm hàng này mình có ba cái à, này thì chỉ có một cái thôi. B B giục luôn đi. My precious. Ngôi sao là cái quái gì? Bên này giấu đồ nữa ha. Nhóm nữa tôi đi rồi rồi. Trong nhiệm vụ anh ơi. Về bán cái súng luôn chắc. Đi cầm theo dọc ba lô chứ chả tác dụng gì. Chín đồng mà trời ơi nó bèo. Đó làm gì có đường đi.
phá hủy cái nguồn điện ở đâu đây nè, để cái cửa này nó có thể mở cái cổng này ra. Chắc đi qua chỗ này. Dạ, dướng cái góc. Chào mấy anh, cho em vô không? Không có năng lượng. Tìm cách lên trên này. Gần hả? Nãy quên bơm máu hay hả, nhặt cái cục máu thiệt. Ở đây có cửa nữa nè. Gốc két à? Mình đi đâu qua cái khu mới nè.
Tự nhiên nó cho đồ mình là thấy điềm chẳng lành này. Rồi 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 rồi, có con gì mới lên rồi. Tay dài hả? Lách cơ. Nó tán mình xuyên liễn luôn. Tôm tép, mấy con mũi. Đi hết khu dưới này đi. Có ai để cái nến ở đây nữa. Con nổ là đi xuống dưới này coi thử có gì không.
Chả có gì cả. Cái trực thăng rơi lúc đầu mình rớt xuống ở đây nè phải không? Nó chứ gì nữa. Lúc đầu mình rớt xuống chỗ này nè. Ủa? Cái cây của mình đâu mất mẹ rồi? Rồi nó đây. Cây này ngon hơn cây phun lửa. Cây phun lửa dễ bóp lắm. Nhưng mà cây này bắn thì có khác méo gì cây này bơm của mình đâu. Xíu quá. Xíu luôn. Ơi ơi, không có xuyên tường được. Cây này nó cũng bóp vải à, nó hơi ổn tí nào. Được cái mà chơi quần công á thì nó ngon. Anh đốt cả thế giới. Nó không cho mình đi qua. Mình sẽ dắt lại cái cửa siêu thị ở đây để nó mở cổng. Cái gì à, mất máu nữa. Con gì nữa đây? À, con này như đánh bom cảm tử á. Đó, bomber nè.
Đi ra. Đi ra. Rồi nó đập phát con nhỏ đi luôn. Đi thôi bà con. Khu này chưa khám phá nữa nè. Đi đi đi. Mua mua mua. Rồi đóng cổng chưa? Này chụp nhau được nữa hả? Thôi. Nguyện 8 lận. Cái này 900.
Cái này là nó có sẵn rồi. Hai cái này chỉ lấy được một cái thôi. Bắt đầu cây súng mình nó yếu hơn thấy rõ luôn rồi đó. Kiểu này nó không xài súng lục lâu dài nữa được rồi. Cái gì đây? Mở được cái cửa ở dưới này. Mở cửa ơi bạn. Ở đây có cái ngách nhỏ, ở đây có cái anten. Bây giờ cần phải đi đến cái nơi đó để tìm cái đường đào thoát ra thôi. Mở cái cửa từ phía sau. Khả năng mình sẽ phải đi qua cái khu này. Rồi 30 giây là thấy có vấn đề rồi đó. Ôi chết tôi rồi.
cho mà dòng ra sau lưng nó bắn được đây. Chắc là nâng cây sọc kinh lên. Không có đạn hả? À đây có đây. Ôi trời ơi. Bắn hụt không à?
Đứng đâu? Phạm đâu? Phần quà đâu? Đây. Chả lợi quái gì cả. Đi tiếp chỗ này à. Người là cái gì? Không có cái quyển sách. Súng máy. Cái này mình có 3, cái này thì chắc không xài đâu. Tôi về kiếm chỗ xếp game cái. Ừ, hơi bị xa nha. Kệ đi đi. Mai chưa tiếp. Nay bận rồi. Bye bye. Cũng ba đứng đó à. Rồi mở cổng rồi đó. Cả hai cái thiết bị của người ngoài hành tinh nó nằm phía bên kia, mình cần phải nhặt cả hai. Rồi mai nhặt em ơi. Giờ anh đọc tí đã. Ok, bye bye.